Thưa quý vị, mối quan hệ giữa quân đội Miến Điện và Trung Quốc là một mối hợp tác phức tạp. Giữa hai bên luôn tồn tại một mối ngờ vực, nghi kỵ lẫn nhau. Thái độ nước đôi của Trung Quốc buộc Miến Điện phải tìm cách giảm bớt lệ thuộc vào nguồn cung quân sự Trung Quốc. Cách hành xử hai mặt đó cũng khiến Bắc Kinh khó thể can dự để làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Miến Điện hiện nay. Trên đây là những nhận định chính của chuyên gia về Đông Nam Á, ông David Kamru, trường Đại học Khoa học Chính trị Paris, khi trả lời bằng tiếng Việt đài RFI. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin chào giáo sư David Kamru. Trước hết, xin ông nhắc sơ lại những nguyên nhân nào thúc đẩy quân đội Miến Điện tiến hành cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua. Việc chọn ngày đảo chính cũng đơn giản, ngày 1 tháng 2. Nghị viện mới lẽ ra sẽ phải tuyên thệ nhậm chức sau cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn với 83% số phiếu ủng hộ. Đảng chính trị do quân đội hậu thuẫn bị thua chỉ được 8% số ghế mà thôi. Giới quân nhân trước khi có cú đảo chính đã tố cáo là có gian lận trong bầu cử và yêu cầu Ủy ban bầu cử kiểm tra lại. Thế nhưng đề nghị này đã bị chính phủ của bà Aung San Suu Kyi và Ủy ban từ chối. Điều đó giải thích vì sao quân đội chọn ngày này để đảo chính. Giới quân sự muốn lấy lại những phần quyền lực còn lại. Đúng là họ đã có được 25% số ghế ở nghị viện, bởi vì người ta không thể sửa đổi hiến pháp mà không có sự đồng thuận của quân đội. Hơn nữa, họ giữ trong tay ba bộ chủ chốt là nội vụ, quốc phòng và biên giới. Thế nhưng, họ vẫn muốn chiếm lại phần quyền hành không nằm trong tay họ. Miến Điện có một hệ thống chính trị lai ghép, bán dân chủ, luôn đi kèm với vai trò của giới quân nhân. Thưa ông, Trung Quốc có vai trò gì trong cuộc đảo chính này? Như một sự ngẫu nhiên, hai tuần trước biến cố, Ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc đã đến Naypyidaw. Vương Nghị đã có cuộc gặp với bà Aung San Suu Kyi trước khi đến bắt tay với tướng Min Aung Hlaing. Trung Quốc cần đến Miến Điện nhiều hơn là chiều ngược lại. Trung Quốc cần Miến Điện cho dự án đường ống dẫn dầu đi từ Vân Nam đến vịnh Bengal để vận chuyển dầu khí mua từ Trung Quốc, rồi đến các đập thủy điện, v.v. Trên thực tế, Bắc Kinh cần có một sự ổn định, thế nên cú đảo chính này chưa hẳn có lợi cho Trung Quốc. Hơn nữa, giới quân sự Miến Điện luôn có thái độ nghi kỵ Bắc Kinh, và Trung Quốc cũng không ưa thích gì giới tướng lĩnh Miến Điện. Tuy không rõ nét như Việt Nam, nhưng người dân Miến Điện có một thái độ nghi kỵ Trung Quốc khá lớn. Mối ngờ vực này được thấy rõ ở việc từ một thập niên này, giới quân sự Miến Điện mua nhiều vũ khí từ Nga hơn là Trung Quốc. Tôi cho rằng giới tướng lĩnh Miến Điện rất bài Trung Quốc. Họ tự cho mình là người canh giữ sự hợp nhất quốc gia, thế nên họ làm những gì họ thấy cần làm. Họ không cần đến ai cả. Tuy hai bên có thái độ nghi kỵ lẫn nhau, nhưng điều trớ trêu là Bắc Kinh vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho quân đội Miến Điện. Đương nhiên, người dân Miến Điện không thích Trung Quốc. Họ nghi ngờ bởi vì Trung Quốc có đến gần 2.000 cây số đường biên giới chung với Miến Điện. Hơn nữa, Bắc Kinh chơi trò bắt cá hai tay. Họ cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy, chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện, nhưng cùng lúc họ ký hợp đồng bán vũ khí cho quân đội Miến Điện. Hơn nữa, lợi ích của Bắc Kinh là đầu tư kinh tế, cụ thể là dự án khai thông đến vịnh Bengal. Do vậy, vị lãnh đạo quân đội hiện nay muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc và mua nhiều vũ khí hơn của Nga. Chúng ta thấy rõ là xe cơ giới, xe tăng của quân đội Miến Điện đều là do Nga sản xuất. Trung Quốc đánh tiếng nhờ ASEAN làm trung gian hòa giải. Vì sao Bắc Kinh có cử chỉ này? Trung Quốc muốn mượn lời ASEAN để nói chuyện với một nước Đông Nam Á. Nếu như Trung Quốc
thấy điều đó thuận tiện cho mình. Thế nhưng Trung Quốc vẫn luôn giữ ý tưởng về vai trò trung tâm của ASEAN bởi vì điều đó có lợi cho Bắc Kinh. Hơn nữa, Trung Quốc cũng thừa thông minh để hiểu rằng họ không thể đóng vai trò trung gian bởi vì có một cảm giác nghi kỵ từ phía người dân. Thậm chí đã có một cuộc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Rangoon chỉ trích vai trò của nước này. Phương Tây dường như cũng đang trong thế khó xử. Liệu có nên ban hành trừng phạt quốc tế và liệu chúng có cần có hiệu quả đối với giới tướng lĩnh nữa hay không? Bởi vì bản thân họ cũng đang bị trừng phạt vì cuộc khủng hoảng người Rohingya. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai muốn trở về với một chế độ như trước đây cùng với các đòn trừng phạt. Vì như vậy, chỉ có người dân là phải gánh lấy hậu quả. Người ta sẽ có những biện pháp trừng phạt có mục đích nhắm vào giới tướng lĩnh. Chỉ có điều, những nhân vật này cũng đang nằm trong danh sách trừng phạt sau vụ thảm sát người Rohingya. Đúng là chúng ta đang ở trong tình thế không còn phương cách gây áp lực đối với giới quân nhân. Theo tôi, giải pháp duy nhất chính là từ trong nước. Làn sóng ủng hộ dân chủ, người biểu tình hoàn toàn phản đối giới quân nhân. Hiện tại vẫn chưa có một cuộc đối thoại khả dĩ nào, nhưng dẫu sao, người dân Miến Điện cũng có một chính phủ dân cử mà họ đòi phải được tái lập. RFI tiếng Việt xin cảm ơn giáo sư David Kamru, trường Đại học Khoa học Chính trị Paris.